Ai đó cứ nghĩ rằng bạn đã rơi vào bẫy, nhưng thực ra thì bạn đã biết âm mưu của người đó từ lâu. Bạn có tầm nhìn xa trông rộng, linh cảm của bạn rất đúng. Bạn hiểu rõ ràng ý định sâu xa của ai đó là tích cực hoặc tiêu cực. Cho nên, bạn luôn có sự chuẩn bị kịp thời, tránh xa những tai ương trong cuộc sống. Người đó có nghĩ rằng bạn đã rơi vào bẫy, rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bạn xoay chuyển rất xuất sắc. Bạn thoát khỏi những nguy hiểm trong gang tấc một cách rất ngoạn mục, khiến những người xung quanh kinh ngạc về bạn. Do năng lực linh cảm của bạn, khả năng sống trong chánh niệm của bạn đã giúp bạn tránh xa mọi tai ương trong cuộc sống của mình. Và năng lực này được hình thành bởi tấm lòng từ bi của bạn. Bạn sống thuận theo dòng chảy của vũ trụ. Vũ trụ sẽ hỗ trợ tích cực cho bạn phát triển những năng lực tâm linh của mình. Năng lực tâm linh này không chỉ giúp bạn mà còn có thể trợ lực cho bạn, hỗ trợ tất cả những người xung quanh bạn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Khi đối diện với những thế lực tiêu cực đó, tâm từ bi của bạn vô cùng lớn. Bạn sử dụng những ngôn từ, những lời nói, những hành động của bạn vào lòng từ bi và trí tuệ để hướng dẫn người đó nhìn thấy được sai lầm của mình, từ đó chuyển hóa những tiêu cực thành tích cực, nhận thức rõ ràng người đó nên làm gì để mang lại lợi lạc cho người đó, cho gia đình người đó và cho cả cộng đồng. Tấm lòng từ bi bao dung tha thứ của bạn đã lay động trái tim rất nhiều người xung quanh bạn để nhận thức sâu sắc sự thật rằng bên trong họ cũng có nguồn tài nguyên vô tận dồi dào, đó là tình yêu. Họ có thể lãnh đạo nguồn tài nguyên này để phát triển cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn và giúp đỡ những người xung quanh. Thế giới rất cần người giống như bạn. Cố gắng nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.